hello, dạ, chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của Các Việt. À, thì quý vị uh, sáng nay thì mình có làm một cái video clip uh, nói lên cái quan điểm của mình uh, về cái nhóm luật sư đang bảo vệ cái hội gia đình uh, thiền em bên bờ vũ trụ. À, qua đó thì chúng ta thấy rằng cái uh, cái mục tiêu của họ đó có khả năng là họ không nhắm đến cái việc là bảo vệ cái quyền lợi uh, cho hộ gia đình tại am mà họ nhắm đến một cái mục tiêu gì đó sâu xa hơn, ghê hơn, gớm hơn, bởi vì họ liên tục phát đi cái thông tin để công kích cơ quan chức năng, đặc biệt là công an huyện Đức Hòa với là công an Long An rồi đó. À, thì à, trưa nay mà vô tình mình thấy mấy anh em có chia sẻ một cái cái link của một cái bài báo nói về cái nhóm luật sư này à, thì xem ra cái nhận định của mình là nó hoàn toàn chính xác rồi. À, trong trong cái bài báo cái link của mấy anh em chia sẻ thì trong đó có một đoạn viết rằng à, à, cái bài báo này là việt nam việt nam thời Luận ha việt nam thời lượng Cơm com. À, Bài báo với đề là Đặng Đình Mạnh, Luật sư Toàn Thua. À, cụ thể thì bài báo có đoạn viết rằng ngày 18 tháng 3, Tòa án Nhân dân tối cao TP.HCM đã xét xử phúc thẩm các đối tượng tổ chức à, Liên minh Dân tộc Việt về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. À, kết thúc phiên tòa, tòa đã tiên y án sơ thẩm à, các mức án à, như là Lưu Văn Vịnh 15 năm tù giam, Nguyễn Quốc Hoàng 13 năm tù. Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung Phan Trung 8 năm tù về cùng tội danh. Cái việc mà tòa án tuyên y án vốn dĩ chẳng có gì bất ngờ bởi cái hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng rất rõ ràng. Thế nhưng có điều ngực cười là sau phiên tòa thì người tham gia bào chữa cho năm bị cáo, luật sư Đặng Đình Mạnh lại phát biểu với đài RFA rằng phiên tòa bất công các đối tượng vô tội. À, luật sư Đặng Đình Mạnh còn nói á, là tôi tin bản án này xét xử cho họ là hết sức bất công. Tôi đánh giá cho rằng đây là những công dân có tinh thần tự giác rất cao. Họ muốn có sự đóng góp, cống hiến cho đất nước bằng những suy nghĩ của họ và họ chỉ mới trao đổi với nhau về những suy nghĩ như vậy thôi mà họ đã bị bắt rồi. ha à, Thì theo qua cái cái lời nói của những luật sư này á, thì cái gì cũng nhẹ nhàng, cái gì cũng ấy đơn mà cuối cùng cái người à, cao nhất là bị tuyên phạt đến 15 năm tù mà họ cho là đơn giản. À, chẳng lẽ à, cán bộ công an rồi viện kiểm sát rồi tòa án là ai cũng cũng không thấy được cái 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 sự nhẹ nhàng đó của những người này hay sao á. Và trong cái vụ thiền em của nhà cũng thấy đó. Hầu như là tất cả những video clip mà cái nhóm luật sư này đưa lên á à, đều cho rằng là thiền em như vậy là không à, không đến mức phải hình sự rồi giữ à, lắm là hành tránh hoặc là nhắc nhở gì thôi. À, trong khi cái vụ tương tự thì những người này đã bị tiên phạt rất là lâu à, và cái vụ thiền hàm thì cũng vậy. À, cụ thể thì báo còn viết thêm á, là à, thậm chí là ghép họ vào tội rất tay trời, hình phạt rất nặng từ 12 đến à, 20 năm, chung thân và tử hình. Tôi rất tiếc à, vì chính quyền có thái độ rất nghiêm khắc trong vấn đề này, nghiêm khắc đến mức hà khắc à, rõ ràng rất là giống à, cái luận điệu rất là giống trong cái vụ thiền em mình bầu trụ luôn cả nhà. Vậy à, vậy chúng ta nếu mà chúng ta suy xét rộng ra thì có khả năng à, có một cái âm mưu gì đó phía sau. Rồi để mình à chích thêm một phần ở trong cái bài báo này nữa cũng rất là hay. À báo ghi rằng là thực sự không hiểu cho cái sự suy nghĩ và nhận thức của một người được xem là luật sư à, một nhóm người tụ tập bàn bàn tán với nhau à, tiến hành soạn thảo cương lĩnh điều lệ để thành lập tổ chức nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân mà ông luật sư này lại khen à, khen rằng đó là những người muốn cống hiến muốn đóng góp cho đất nước bộ đất nước này cần sự đóng góp à, cống hiến bằng bạo loạn bằng lật đổ bằng sự mất ổn định chính trị hay sao à, rõ ràng chúng ta thấy cái cái nhóm luật sư này dường như họ đưa ra bất cứ cái gì cũng làm sao mà cho cái xã hội này nó bất ổn hay sao á? hoặc là cho cho thấy là cơ quan chức năng có vấn đề gì đó trong cái cách quản lý trong hoạt động tư pháp à, chúng ta thấy rất là rõ trong cái vụ việc của thiền em và nếu mà đối chiếu nhìn lại những cái vụ việc trước đây mà cái nhóm à, luật sư này à, tham gia bào chữa đó thì chúng ta cũng thấy rằng họ à, rất là tích cực trong cái vấn đề là <laughs> trong vấn đề là là công kích chính quyền à, rõ ràng cái vụ việc chính đó, thì không thấy họ bào chữa hoặc là họ đưa ra những cái luận cứ luận điểm gì để phản bác lại nhưng mà phần lớn là họ công kích về chính quyền à, thế cho nên nếu mà chúng ta đối chiếu lại tất cả vụ việc thì chúng ta đã hiểu cái bản chất của cái vấn đề này là gì rồi đúng không à, và thêm cái nữa đó là chúng ta nhớ cách đây một hai ngày đó thì ông luật sư của thiền em khẳng định rằng là bên tòa án nhân dân huyện Đức Hòa à, có gợi ý cho họ là đi đến đó để chụp cái bản hồ sơ vụ án để về nghiên cứu à, nhưng sau đó thì khi mà họ liên hệ lại thì ở bên tòa án Đức Hòa là người ta bận công chuyện cho nên dời lại ngày khác. trong khi phiên tòa thì sắp diễn ra rồi à, kiểu như là họ ngầm trách móc là phiên tòa đó không không tạo điều kiện cho họ chụp chiếu những cái hồ sơ chụp những hồ sơ về để nghiên cứu trong thời gian sớm và từ đó đưa ra những cái cái hướng và tranh tụng ở trước tòa đó. À, coi như là họ nói rằng tòa phải mở mở đường trước tức là mời họ đến để họ chụp. trong khi đó, hôm nay thì nhóm luật sư À, mà bảo vệ bên phía những người bị hại như là luật sư Vũ rồi đó thì người ta nói rằng là mình phải à, chủ động đi đến à, tòa án để à, liên hệ và xin người ta chụp cái bản đó, à, mình chủ động đi liên hệ để chụp cái bản đó chứ không phải là là tòa án phải mời phải làm giấy biên bản hay là gọi điện gì đó đúng không? Không phải là chờ người ta, mình phải chủ động chứ chứ không phải không có cái chuyện là cái gì cũng dân tới miệng để tự cứ mở ra rồi ăn thôi đúng không thì đây rõ ràng là một cái um, cái cách xuyên tạc của cái nhóm luật sư này nữa à, trong khi cái sự việc hai phía thì chúng ta dễ đối chiếu nhất luôn à, bên kia đó, thì người ta phải chủ động đi đến đó liên hệ và xin chụp những cái bản đó để, để chụp cái hồ sơ về để nghiên cứu à, còn bên kia thì phải chờ ờ à, anh phải có văn bản anh có công văn hay là có cái đề nghị gì đó là kêu mời tôi mời tụi tôi đến chụp cái uh, hồ sơ vụ án để nghiên cứu à, thì tôi mới lại đi ghê không cả nhà à, thật sự thì uh, cũng nhờ nhờ uh, nhóm luật sư vũ đồ hôm nay đi đến tòa án dân quyền nước hòa cho nên chúng ta biết thêm một cái uh, một cái sự thật rất là trắng trợn đằng sau ha cái nhóm luật sư này uh, quá ghê gớm họ cái gì họ cũng uh, cũng nói được nhưng mà quan trọng là mọi cái câu từ họ nói ra đều chỉa thẳng vào cơ quan công quyền chỉa thẳng vào cơ quan chức năng chẳng hạn như lực lượng công an hay như tòa án hầu như là những cái gì mà liên quan đến cái vụ việc của họ là, là họ phải bẻ lái làm sao cho mọi người phải hiểu rằng là cơ quan công quyền đã làm sai đó, đó là một cái sự tạo ra họ muốn tạo ra một cái sự bất ổn nào đó cho xã hội rất là ghê gớm không cả nhà bởi vậy chúng ta thấy mấy bài báo mà người ta viết về cái nhóm luật sư này người ta đặt cho cái biệt danh là hợp tác xã mà kịch khung đó. hầu như những cái vụ việc về chính trị về tôn giáo về cái gì mà liên quan đến bất ổn xã hội là nhóm luật sư này nhào vô mà đa phần cái vụ việc nào mà quậy rối thì chúng ta biết rồi cho dù luật sư không có thì cũng, cũng 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 lường trước được một cái sự việc nghiêm trọng nó xảy ra rồi nhưng mà nhóm luật sư này rất là thích để bào chữa cho cái nhóm người mà quậy phá như vậy đó và từ đó thì thừa hiểu là tại sao mới có cái vụ mà hợp tác xã kịch khung luật sư hợp tác xã luật sư kịch khung bởi vì rõ ràng những vụ việc đó, đó là không có được lòng dân một chỉ một nhóm người nào thôi riêng trong cái vụ thì em bên bầu vũ trụ chúng ta cũng thấy đó bây giờ thử ra hỏi đi 100 người thì bao nhiêu người được bao nhiêu người ủng hộ hội gia đình tám đếm trên đầu ngón tay á còn những cái người mà người ta bức xúc thì quá nhiều rồi quá rất là quá nhiều luôn á cơ bản như chúng ta cứ nói đi nói lại cái vấn đề họ giả sư giả chùa giả mồ cô, giả chú tiểu thôi là đã đã cảm thấy rất là bức xúc rồi à, mình có dịp gặp rất là nhiều những bà con cô bác ở bên ngoài người ta cảm thấy nói ủa sao cái nhóm này tới giờ này chưa xử tại sao họ giả danh giả dạng vậy mà phật giá không xử bởi vì họ không có hiểu là quy định như nó như thế nào nhưng mà họ vẫn bức xúc vì cái nhóm này cứ mạo danh nhà sư nhạo danh là tư tu hành chú tiểu mồ côi này kia cái nọ đó bởi vì báo chí đại truyền hình đã lên rần rần rồi mà tại sao những cái sự việc nó rõ ràng và lại chưa được chưa được xử lý đến tới nơi chốn cho nên người ta rất là cảm thấy rất là khó chịu rất là bức xúc về cái nhóm người này và thế cho nên sắp tới đây thì một phần ba cái vấn đề sẽ được giải quyết và người dân người ta trông chờ rất là nhiều về cái cái bản án cái phiên tòa sắp tới À, thì à, chắc chắn một điều mình cũng sẽ cố gắng à, sắp xếp thời gian đi đến đó để cập nhật những cái thông tin mới nhất và chính xác nhất à, chia sẻ đến cả nhà à, chúng ta quan tâm quan trọng nhất là những cái vấn đề phía sau nữa chứ còn cái, cái 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 chuyện mà sắp tới đây thì nó cũng quá rõ ràng rồi tất cả những gì những chứng cứ gì đa phần là do bên phía thiền em bên vợ vũ trụ họ up lên trên cái kênh youtube của họ thôi cho nên á, ai mà có theo dõi mạng xã hội thì cũng hiểu là họ vi phạm tới đâu rồi cho nên chúng ta cũng không có bàn cãi gì nhiều và cũng mong rằng là cái vụ việc này nó sẽ kết thúc theo một cái một cái hướng mà chúng ta bức xúc cái lâu nay làm sao cho đúng người đúng tội và công bằng chứ không phải là gì ghét bỏ hay là cái gì hết trơn. nói chung là người dân thì ai cũng công bằng chúng pháp lực cho nên hy vọng rằng cơ quan chức năng xử lý cái vụ việc này cho nó thỏa đáng ha và quan trọng hơn hết là làm sao cho người dân người ta có niềm tin hơn vào pháp luật để đừng có cho những cái kẻ mà lợi dụng cái kẻ hở hoặc là lợi dụng tôn giáo lợi dụng trẻ em để trục lợi thôi à cái đó là cái mong muốn lớn nhất hả cả nhà rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại